nhiều vấn đề mà đặt ra, nhưng tôi thấy có mấy cái điểm mà đối với Nghệ An thấy là mình phải chú ý. Cái thứ nhất là các đồng chí đã xây dựng được quy hoạch phát triển của tỉnh, cũng nên rà soát lại để chúng ta bổ sung quy hoạch của tỉnh thế nào cho nó phù hợp với đặc điểm tỉnh chúng ta. Việc phát triển là sai lầm. Nhưng mà đúng như anh Phạm nói là với Nghệ An thì chúng tôi nghĩ vẫn phải khai chức nông nghiệp và phát triển công nghiệp dịch vụ, không thể rơi ra được. Cái điều thứ hai cũng là phát triển của tỉnh mạnh, chúng ta đã làm tốt, cũng đang đổi mới tư duy rồi, thực hiện các cái thể chế tạo cái thuận lợi môi trường đầu tư. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tiếp tục làm thật tốt cái này, ít nhất là cái chỉ số cạnh tranh với tỉnh là ít nhất vào cái làm của top 10. Cái thứ ba là tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Nghệ An, coi đây là một nguồn lực tiềm năng lớn của tỉnh. Vừa rồi thủ tướng phát biểu trước quốc hội cũng rất là thông cảm, tiềm lực lớn của nước ta hiện nay không phải là dân vàng của bạn, tiềm lực lớn của chúng ta là 100 triệu người dân, 100 triệu người dân Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đề nghị là chúng ta cũng phải phát huy tiềm lực của trên 3 triệu người dân Nghệ An phát triển, và rất nhiều bà con chúng ta bị phát triển kể cả nước ngoài. Và đây báo cáo cũng chỉ là cái giáo dục và Nghệ An cũng là các chỉ vừa rồi là làm tốt rồi, chúng ta đẩy mạnh hơn nữa và vươn cao cái giáo dục để chúng ta đạt cái lao động của Nghệ An là ở trình độ cao, không những là chúng ta cung cấp cho các tỉnh ra trong nước ta và có thể xuất khẩu, nó vẫn có giá trị đấy ạ. Tôi thấy tôi nói anh xin tôi nói cái đó là không đúng, nên là anh em mình phải chú ý cái này. Và thứ hai là trong cái giáo dục này, giáo dục con người này, các đồng chí phải chú ý cả cái phương tới cái nền tảng về công nghệ của cái mạng 4.0, muốn hay không muốn nó đều trên chúng ta, nếu không là chúng ta sẽ bị lạc hậu. Cái này là bộ chính trị đã có một cái nghị quyết rồi. Đề cái thứ ba là báo cáo thì đây là một trong những cái định hướng mà trong đại hội tới đây chúng ta nhấn mạnh về phát triển con người đấy. Thứ tư là bảo vệ môi trường, sức khỏe cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế, phát triển kinh tế phải bảo vệ môi trường. Cho nên là khi chúng ta có thu hút đầu tư vào các cái công nghiệp này, chúng ta phải lựa chọn công nghệ cao và công nghệ vô hiệu. Cái này thì trong cái nghị quyết 25 về tài muốn đầu tư thì tài cũng phát triển, nhưng mà chỉ là cái hướng này thì chúng ta làm phát triển kinh tế để nuôi sống chúng ta hiện nay, nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới con cháu chúng ta để bảo vệ môi trường. Và cái thứ năm là an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội vẫn là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, và đối với Nghệ An thì chúng tôi nghĩ là cần phải tiếp tục tăng cường, không được lơ là một cảnh cáo, thì đây là một trong những trọng điểm về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Và cái cuối cùng là vấn đề công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị chúng ta phải đặc biệt quan tâm, như vừa rồi chúng ta quan tâm vào sự an tâm của người. Có xây dựng là cũng phải xây dựng hệ thống chính trị trong sạch thì chúng ta mới đảm bảo vai trò lãnh đạo. Để những người mà cơ hội trong tất cả cũng suy thoái vào thì làm gì còn trong sạch, chúng ta cứ nhìn vào đấy là thật đấy.